Lại nữa, thiện hiện, hữu tình vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc hữu tình, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã vô sở hữu, nên biết hữu tình cũng vô sở hữu. Hữu tình vô sở hữu, nên biết mạng giả cũng vô sở hữu. Mạng giả vô sở hữu, nên biết sanh giả cũng vô sở hữu. Sanh giả vô sở hữu, nên biết dưỡng giả cũng vô sở hữu. Dưỡng giả vô sở hữu, nên biết sĩ phu cũng vô sở hữu. Sĩ phu vô sở hữu, nên biết bổ đặc giả la cũng vô sở hữu. Bổ đặc giả la vô sở hữu, nên biết ý sanh cũng vô sở hữu. Ý sanh vô sở hữu, nên biết thanh niên cũng vô sở hữu. Thanh niên vô sở hữu, nên biết người làm cũng vô sở hữu. Người làm vô sở hữu, nên biết người thọ vô sở hữu. Người thọ vô sở hữu, nên biết người biết cũng vô sở hữu. Người biết vô sở hữu, nên biết người thấy cũng vô sở hữu. Người thấy vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng cũng vô sở hữu. Vô lượng vô sở hữu, nên biết vô số cũng vô sở hữu. Vô số vô sở hữu, nên biết vô biên cũng vô sở hữu. Vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, lần lượt cũng vô sở hữu. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi lần lượt cũng vô sở hữu. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp các vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết sắc uẩn cho đến thức uẩn lần lượt cũng vô sở hữu. Sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình.
Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc sắc uẩn cho đến thức uẩn, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp. Tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết nhãn xứ cho đến ý xứ lần lượt cũng vô sở hữu, nhãn xứ cho đến ý xứ vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc nhãn xứ cho đến ý xứ, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết sắc xứ cho đến pháp xứ lần lượt cũng vô sở hữu, sắc xứ cho đến pháp xứ vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô biên vô số lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc sắc xứ cho đến pháp xứ, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết nhãn giới cho đến ý giới lần lượt cũng vô sở hữu, nhãn giới cho đến ý giới vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc nhãn giới cho đến ý giới, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết sắc giới cho đến pháp giới lần lượt cũng vô sở hữu, sắc giới cho đến pháp giới vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc sắc giới cho đến pháp giới, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Hết quyển thứ 493.